Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay thì mình lại cập nhật cái lô xe cho anh em mới về cho anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo ha. Đợt này thì về nhiều lắm, gần như này anh em vô nhìn này, nhìn nhà này, số lượng khủng mà. Đó, mình đang like thì anh em nào mình thấy cái dòng nào mà phù hợp á thì mình liên hệ mua á. Địa chỉ là 79 nha anh em, khu phố Hòa Long à. Hòa Long, phường Lãi Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Anh em có gì mình kết bạn qua Zalo, số điện thoại mình để bên trên đó, 0929291129 á. Đồng hành với Thiều mình hôm nay thì có anh Dương, hỗ trợ giới thiệu mình Dương. Chào anh em, chào con các bác nha, chào các chú, chào các cô, chào các bác nha. Và chào các vị quý khách đó, kênh xe máy chợ Bình Dương 24 giờ nha. Em là Dương nha anh em nha. Em là Trùng Dương, mà tên em cũng Trần Trùng Dương luôn. Đây là Trùng Dương 79, là cửa hàng của anh em. Em buộc mà chung cái hệ thống của Trùng Dương anh em nha. Bên đây là bán xe gì về chuyên dòng tầm trung, tầm khắp á nè. Tầm các dòng xe đi làm, xe các thứ, xe rẻ tiền, xe gì cũng có cho anh em, 10 triệu, mười mấy triệu cũng có nha anh em nha. Quay Trung Quốc đồ cũng có luôn, đầy đủ các dòng cho anh em luôn nha anh em nha. Đó, mà mấy cái xe mà vô 10 triệu, mấy triệu là đặc biệt là xe chính chủ không nha anh em nha. Anh em yên tâm về vấn đề mà xe chủ với lại ra tên nha. Cái vấn đề bên đây là mình ra tên được hết cho anh em nha anh em ha. Còn bên đây là mình có bán mà có bao ship á, là cọc 1 triệu mình có ship xe nữa, có bảo hành nha. Nghe tầm chấm tầm trung tầm khắp thì bảo hành 1 năm nha anh em nha. Còn xe mà tầm cao, ví dụ mà du khu chờ đồ mấy Alac đồ M223 đồ là bảo hành 2 năm cho anh em. Đặc biệt nha, có mua bán có viết giấy cam kết có viết giấy bảo hành thì cũng chung hay không hết anh em nha, yên tâm nha. Cách tiệm mình Trùng Dương 2 nè thì chỉ có 20 mét thôi, 2 hoặc 50 mét thôi. Anh em cứ đến cái alo rồi số điện thoại của anh Việt anh có để cho màn hình. Kính mong anh em và bà con cô bác ủng hộ em nha anh em. Cảm ơn anh em và bà con cô bác rất nhiều nha. Đó, đây cái giới thiệu các dòng từ rồi, mới về ngoài từ gì cũng có nha anh em ha. Anh em chia sẻ mạnh mạnh á. Đó, đi xanh đồ, đi xanh đồ khắp đồ cao đồ gì cũng có cho anh em nha. Quay Trung Quốc nè nè. Lên áo ZX luôn anh em ha. Đó, quay ZX đó. Đĩa luôn nha anh em nha. Đó. Đĩa. Đeo à Vivu. Imgu. Vivu Imgu luôn nha anh em nha. Đó, máy ok luôn nha anh em nha. Đó, giá anh bán chỉ có 5 triệu nha anh em nha. Đó, 5 triệu con ZX nha anh em ha. 5 triệu con ZX nha. Đó. Đẹp long lanh nha anh em ha. Biển số Sài Gòn nữa, gặp anh em nào đi làm hồ hay này nọ đi làm ok nha. Xe này chắc trà mình bán để cửa hàng nha. Anh em mua bán là chạy lại cửa hàng coi được thì mua ủng hộ nha. Chứ mấy con này mình không ship nha anh em ha. Mấy con này ship nhiều lúc anh em che này che kia hiểu không? Xe mình chỉ bán ship bên đây những xe tầm cao, mấy xe trước ship mình sẽ quay video được thì anh em chấp nhận ok mình mới ship nha. Nhiều lúc thì xe cũ mà thì có chạy nhăm nhăm một cái chỗ như luôn anh em buồn phiền rồi nói này nọ. Nhiều anh em ship rồi nói rồi đi con xe mới này cũng khó. Quay Trung Quốc anh em cũng hiểu rồi. Tàn thêm anh em bán mười mấy năm anh em ha. Mấy quy sành gì đó nữa. Anh em dù có xem kinh xe máy Trùng Dương xưa giờ của em thì anh em có tin tưởng hay gì em nó cũng như vậy. Thì là cũng cái uy tín có độ hai anh em là người Bình Dương luôn nha anh em nha. Đó. Thì cái uy tín lúc nào cũng đặt là hàng đầu, khách hàng là trên hết, anh em yên tâm với vấn đề đó nha anh em ha. Đó. Thì hôm nay mình vừa quay vô rồi các dòng clip thì nọ cho anh em coi. Ok. Clip rồi. Nha. Clip nè anh em. Dạ. Clip đây con này đi rất sướng luôn á. Biển số Bình Dương đó nha anh em nha. 92923. Giá chỉ có 13 chai nha anh em nha. Đó. Xe đẹp nó giá nó khác nha anh em. Xe khách nó giá khác nha anh em. Đó. Đặc biệt ở đây là xe cũ nhưng mà rút hồ sơ sang tên được hết. Đúng nha rồi. Mọi người. Xe anh em có nhu cầu thì cứ comment lên nha. Dạ. Đó. 13 chai nha anh em. Máy Vivu. 2010 nha anh em. Đó. 20 cái chứ có 13 chai. Anh em mua góp con này thì làm tiền mặt hoặc quẹt thẻ tín dụng hoặc quẹt thẻ tín dụng nha anh em nha. Đó, quẹt thẻ tín dụng đó. Đó, nó có hai phương thức, một là một dây ngân hàng SE hôm tiền mặt, còn ba là quẹt thẻ tín dụng. Anh em có con xe này nha anh em nha, về chạy Vivu chỉ 13 triệu nha anh em nha. Clip màu trắng, xe không té ngã, không đâm đụng, lan can chỉ có 13 triệu nha con clip nha anh em nha. Ok, 13 rồi. Triệu con xe thôi đó. Đẹp nha. Mà gặp biển số Bình Dương nữa, 92923, biển số 61C Bình Dương của mình, nằm ở khu vực của mình luôn nha anh em nha. Đó, đầy đủ anh em cứ yên tâm. Rồi con bên này là xe 50 nè. Xe 50 mấy dòng này thì anh em nó có xe mới nó hai mấy chai. Cây này có 400 cây nè, đã hết xăng nè. 1 lít nha anh em ha. Cái này 1 lít đi. Cái này 4 5 con nữa. Cúp. Cái nén. Xe dọn full xe mới không có vết chày. Đạp nhẹ cái nổ anh em ha. Nhẹ nhàng cái nổ à, im gu nha anh em nha. C
61FD 2043 nha anh em nha. Máy khi ru, im ru luôn nha nè. Tam tồi không có kêu gì hết nha anh em nha. Chị đổ xăng vô chạy anh em. Anh em là có vài bữa nó cũng vô mùa học sinh nè, 10 triệu à. Anh em có giá đúng 10 triệu nha anh em nha. Đó. Anh em có mua rồi cho con, cho vợ đi chợ thôi, bà già đi chợ đồ ok. 10 triệu anh em ha. Bây giờ nó ok. Đó, 10 triệu bạc thôi. Long lanh. À, mic của anh Dương không rõ hả? Dạ. Hello. Hello, đổi mic rồi. Dạ. Có gì anh em đón xem ủng hộ mình nha anh em ha. Có 10 triệu bạc thôi con, mà cánh én nha anh em, cánh én 50 nha. Tại có nhiều anh em hỏi 70, tao 50. Đeo sát ra hai mic cái đừng đeo gần nào. Ok. À, có nhiều anh em hỏi con này 70 hay 50. Con cái 50 nha anh em nha. À, 50 thôi. Rồi, S155. S155 anh em ơi, biển số 69 anh em ơi. Giá thì 36 triệu để biển số chạy nha. Còn bao rút một sơ thì 38 triệu. Con này có lên mới đồ chơi, phuộc nha anh em. Chơi cái phuộc giữa, phuộc dầu xịn. Cặp mâm. Cặp mâm này anh này có vô cái cặp mâm 214 á nè. Mấy 135 214 á nè. Cùm. Với lại heo dầu. Heo dầu Game Boy, heo dầu xịn nha anh em. Heo dầu xịn nha anh em nha. Đúng heo dầu xịn luôn nha. Con xe này mình có tặng heo là một cặp. Một cặp, một cái gấp với lại một cặp vỏ, cặp mâm zin của xe này luôn nha anh em nha. Đó anh em đầy đủ luôn nha anh em ha. Biển số 69. Đó, S155 2022 mà giá chỉ có 36 triệu để ứng số cho anh em ha. Ok. Đó. Rồi, S150. S150 nè. S150 24. Ờ S135 24 nha anh em ha. Máy đang nổ anh em ơi. Mà nó. Máy lan can xà ban luôn nha anh em. Hết xăng nè, phong cảm anh em ha. Đẹp lắm anh em. Này này phải không? Đẹp long lanh lắm. Cày không té không ngại anh nha. Yên bọng ok nha. Bán ghi luôn nha anh em. Xe này công chứng quý quyền đàng hoàng, biển số Bình Phước nha anh em ha. Bình Phước thì anh em hiểu rồi. Phải công chứng quý quyền mới có hồ sơ, là không bao giờ mà công chứng không quý quyền không bao giờ có hồ sơ anh em nha. Giá con này nếu để số có 20 triệu nha anh em nha. 20 triệu. 235 20 triệu. Nha anh em ha. 20 triệu. Con này biển số Sài Gòn anh em. Hay là này cũng 24 luôn. Này nó hết xăng anh em. Máy zin hết nha anh em ha. Cũng 20 triệu luôn nha anh em. Biển số Sài Gòn, bao công chứng, bao ký quyền, bao ký quán, bao số của đơn. 59N1 nha anh em, 83383. 83383 nha anh em nha. Anh em nào có dây chạy gấp. Cái này có hạt quẹt thẻ tín dụng lên nè. 20 triệu nha anh em nha. 20 triệu anh em có con xe thôi. 20 triệu nha. Mấy anh em mua góp mấy con này đưa trước chừng 1 triệu 2 triệu nhận xe nha anh em ha. Ok. Rồi, con này quay pha nè. Những con quay này em nói với anh em thì con quay này bán 15 triệu 200, 2023 xe 9.000 nha. Thì một trắng. Đó thì có anh em thì ủng hộ. Con này chỉ dành cho anh em quẹt thẻ tín dụng. Hoặc giao tiền mặt bên FE hoặc cơ thôi nha anh em ha. Chứ gì đâu, lúc có anh em nhắn tin hỏi ra tên thì ra tên luôn. Em mình có một cái dòng nè, anh em thực tới như qua tiền mặt 15.2 nha anh em ha. Đó. 9.000 2023. Rồi, tiếp tục con Vision. Vision 20 Vision này đó, nó là 2018 nha anh em ha, biển số An Giang, giá có 22 triệu nha anh em ha. 22. Rồi, Vision 22. Tiếp tục con Vision màu vàng. Màu vàng anh em. Có màu vàng, xe chính chủ, xe đàng hoàng luôn, xe ngay chủ luôn nha anh em. Biển số ngay luôn. Nha anh em ha. Vì màu vàng đâu, màu vàng thích hợp bây giờ, màu vàng ok. 261C1 28673, xe bao công chứng, bao ủy quyền nha anh em nha. Giá chỉ có 13 triệu nha anh em ha. 13 triệu. 13 triệu. Rồi, Sirius. Sirius anh em, Sirius biển số Sài Gòn 59D3. Mình bán 14 năm nha, có nhiều anh em lái ưu trả giá con xe này mình chỉ bán dễ. Đó, Sirius bữa nay còn có một con nữa. Con mấy thằng à? Mấy con này mình cũng lấy là của lái, có nhiều anh em lái cũng coi thấy thích rồi khen về. Nên mình cũng mấy cái này cũng mua là của lái nha anh em ha. Thì chính chủ đang quay. 14 triệu 500 ngàn nha anh em ha. Rồi, anh em mình xem mình chia sẻ có nhu cầu mua con nào thì mình tranh thủ thời gian mình. Dạ, kính mong anh em và bà con ủng hộ em nha. Xe lên càng sự an cho anh em ha. Vision mới về nè anh em. Được. Vision mới về. Biển số 65 nữa, thành phố Cần Thơ, trời ơi đẹp cực kỳ luôn. Máy em gùi anh em. Đó, Vision này anh em đi rất là ok. Im gù.
xe ngay chủ đàng hoàng anh em, tem bạc tem ghi luôn nha, lốc độ ok hết nha anh em ha, xử lý rất ok. Trắng 85C1-03428 có 13 triệu con, cái quần con kia quay được có 13 triệu con Vision quay sáng này ha. Đây là đẹp hay là lốc mấy anh em mua tay ga mà cái lốc nó trắng vậy là ok nha anh em ha, lốc trắng ok ha, đó tiền nào của đó nha anh em ha, tiền nào của đó mấy ngày thôi. Còn con cái bên anh em nó sao giá nhiêu con này, nhiêu 13 triệu anh, 13 triệu rồi. Con phía bên con cái bên 9.7 triệu anh em ha, đó anh em thấy không, nhìn giống nhau hết nhưng mà thao có con tại sao nó có 9 triệu mới thôi, con lại 10 mấy triệu thì có nghĩa là tùy thôi, tùy xe anh em vui ấy, nhâm nhâm hay năm tháng anh em nè, đây nhâm nhâm nè, kẽn là nó cũng cày cũng tài khoai năm tháng thôi. Bây giờ anh em nhớ rằng là xe đó là rút hồ sơ sang tên được, giờ xe cũ cũng phải là tiệm nào cũng rút được đâu. Dạ, xe trong số Bình Dương em luôn nha, khu phố Hòa Long cho anh em nha. C1C1-34965 xe ngay nguồn gốc gần em luôn cho anh em nha. Có 9 triệu 7 con Vi Sành thôi anh em ha. Ok. Rồi Phú Chờ nè. Phú Chờ 2012 anh em ơi. 2012. Xe này có nồi gớt nha anh em nha. Nồi gớt nha anh em nha. C10B6 nè anh em, 15419. Giá nhiêu anh? Dạ. Giá bán 15 triệu. 15 triệu. Mua góp thì dòng này trả trước nhiêu ta? Bán này chắc khỏi đưa trước cũng được anh. À khỏi đưa trước luôn à? Dạ đúng rồi, khỏi đưa trước cũng được. Nếu hồ sơ ở trong sạch nha anh em, đúng 20 tuổi nha anh em. Còn 20 tuổi, nếu mà dưới 20 tuổi thì con này anh em phải đưa trước phải 7-8 triệu nha anh em ha. Ok. Đó, còn quạt thẻ tín dụng mình có quạt thẻ tín dụng đầy đủ hết cho anh em luôn. Anh em. Tiếp tục màu đen. Màu đen. Để em coi cái đắt xe rồi chỉ báo cho anh em chính xác luôn cho anh em ha. Con này 2016 nha anh em, có bảo hiểm đầy đủ luôn anh em. 2016 máy ghim im đẹp long lanh con xe nha anh em, đẹp long lanh con xe đó, xanh không nó đẹp không, không có vết trầy té không ngã nha, xe chính chủ đàng hoàng, biển số 67B1 anh em ha. Giá 18 triệu anh em nha. 18 triệu. 18 triệu tặng nón, tặng nhớt đầy đủ cho anh em luôn nha anh em ha. Rồi LED này, Future LED bữa nay còn 1 2 3 4 sao? 5 6 con hết. Con bạc anh ở Cần Thơ anh hai hai ông bố với ông anh. Lên ủng hộ à, tía với cha là ủng hộ. Ủng hộ của đó nha anh em ha. Bạc. Rồi màu đen. Bao sức của đơn cho anh, anh dạy giờ anh cắm bấm biển luôn rồi. Con hè. 7.000 cây nha anh em ha. Phú Chờ đang nhám nha. Cá anh bán con này 29 triệu bao hồ sơ nha anh em. 29 triệu bao hồ sơ. 29 triệu bao hồ sơ, không té ngã, không chết trầy nha anh em nha. Mấy cái dòng này anh em nào có coi xe mới rồi vô ủng hộ mình nha anh em. Nhiều lúc mình đăng lên là các anh em nó mắc có rẻ nha. Dù cũng tùy. Nói chung anh em cứ tham khảo đi. Thì cũng của anh em, xe cũng còn của mình thì mình dù anh em coi có được thì ủng hộ em. Xe mới nha anh em ha. Mấy mình 22, 23, 21 cũng được. Tầm giá chấp nè, có 16 và 18 triệu cũng có xe. Đó, cỡ 15 mấy cũng có xe, đầy đủ các dòng. Rồi, mai chiều mình gom các dòng 27 rồi 212 rồi các thứ vậy. Ở đây là các bạn nhớ là anh chị bạn nhớ là đời cao, nó rơi vào đời cứ 21, 22, 23. Dạ. Còn ví dụ như đời mà 19, 20 nó rẻ lắm. Dạ đúng nó rồi. Tầm cao lắm mà tầm nào cũng 20, có, nói chung tầm nào cũng có cho anh em ha. Tầm khắp tầm cao tầm gì cũng có cho anh em. Rồi, Phú Chờ rắn nè, rắn còn con nữa. Nếu mà anh em thích chơi 2023, 24 thì có luôn nha anh em. Trong nhà luôn, mâm luôn. Này 2023 nha anh em nha. 2023 xe bánh mâm, xe không té ngã, không dứt trời, bao anh em không đâm đụng một đỏ một cho anh em nha. Mấy hàng này hàng không à, hàng đời cao 2023. Bảo hành anh em 2 năm nha, mấy anh em nha. Mấy dòng mình từ đời cao. Đó, 4.000 cây, bán 29.500.000 nha anh em nha. 4.000 coi nha anh em. Hồ sơ cầm tay cho anh em luôn nha. À bao hồ sơ luôn à? Dạ đúng rồi, 29.500.000 bao hồ sơ. Bao hồ sơ luôn nha. Con này 29 triệu bao hồ sơ luôn nè, hồ sơ cầm tay cho anh em luôn nha. Thế là mua mấy con này ra bấm biển liền nè. Dạ đúng rồi. Đó, nhanh gọn liền. Giá tên 2 triệu nữa anh em. Okay. Màu đen. Con này gọi kìa. Ừ đúng rồi, màu đen. 817 cây số nha anh em nha. 817 coi. Dạ đúng rồi. Bao anh em không không tua nha. Chưa gớt ốc đầu nha. Ốc tán này anh em cứ xem á. Bao anh em chưa gớt ốc đầu. Xe là đẹp, long lanh. Hạ xuống mấy ốc đồ anh. Đó, hạ cho khóc ra cho. Tay khách coi nữa cái lóc đồ, mấy cái đó vỏ đồ. Nào, đẹp rồi coi. Mấy anh em cứ yên tâm nha. Mình ở đây mình không có quay rồi giấu cả láng đâu. Xe sao để phụ hết cho nè. Mấy anh em cũng vậy. Rồi. Đẹp hết nha nè. Tại vì con xe mới không nha. Không té không ngã nha nè. Tại xe mình gom các dòng. Tại như con này biển số là 86 thành phố Hồng Ngự nè. Con này thành phố Sài Vinh.
còn đó bên Long An là màu trắng anh em ha. Gom các tỉnh thì gom các tỉnh mấy mấy dùng anh em lái mấy anh em lái thường mấy xe này dùng nước ngọt, dùng xe sạch sẽ. Bữa nay có coi mấy kinh xe máy giá rẻ, xe máy chợ 24 giờ bình thường chạy số 67 đó, chạy số 67 thì nói chung xe nó sạch sẽ, áo té nó đẹp anh em. Nói chung là anh em nhớ là dễ thương, mua xe cũ nên hạn chế mấy cái dùng mà nước mặn á, nước biển á thì ốc chắc chắn nó xì xuống. Đúng rồi, xe mới xe cỡ nào đi nó cũng ốc nó ui ui xấu lắm. Còn anh An Giang là số 1, ốc tráng sáng sáng chân nha anh em ha. Mà người An Giang rất dễ thương nữa, người An Giang ủng hộ rất là nhiều. Xe này bên số 67 nha anh em, mới nói là An Giang luôn nè, chợ mới An Giang nha anh em ha. Okay. Chợ mới An Giang luôn nha nè, hàng này hàng ít nha nè ha. Tiếp tục con màu xanh. Màu xanh, màu xanh này cũng hồ sơ cầm tay cho anh em luôn ha nha anh em nha. 2023 nha anh em nha, nhớ nha, có chống trộm nha anh em nha. Xe 6.000 cây, hết xăng nữa nè. Chứ máy ghim mà bảo hành, mà anh em mua xe bên mình bảo hành 2 năm mà mấy dòng đời cao nè. Anh 2 năm, chiến đầy đủ anh em ha. Chiến đầy đủ, cái gì cũng đầy đủ cho anh em ha. Giá nhiêu anh? Chạy. Dạ. Con này giá nhiêu? Con này em bán 295 anh. 295, bao hồ sơ chưa? Dạ, bao hồ sơ anh. Bao hồ sơ luôn. Dạ, anh em lưu ý á, bao hồ sơ luôn là quá sướng rồi anh em. Dạ. Anh em mua xe cũ mà chỗ nào nó có mấy chỗ nó bao hồ sơ đâu. Bao hồ sơ cho anh em. Anh em khi mà anh em rút hồ sơ sang tên thì nó thêm phí, còn đây bao hồ sơ luôn rồi, về mua về nhập phát. Nhanh gọn liền. Mấy khu chờ rẻ tiền này vẫn bao hồ sơ hết cho anh em luôn nha. Dòng nào bao hồ sơ hết cho anh em luôn. À, bao hồ sơ luôn, khu chờ rẻ tiền cũng bao luôn cho anh em ha. Dạ, đúng rồi. Bao hồ sơ cho anh em cũng muốn thì cộng thêm tiền. Tại mấy nãy mình báo mấy cái giá xe này chỉ báo biển số. Đó, còn giờ thì anh em muốn thì bao hồ sơ cho anh em luôn. Có cộng thêm phí nha. 2019 anh em nha, cái con 2018 á, con biển số 67 kia là mình bán rồi nha anh em nha, con thành phố Châu Đốc á, mình bán rồi nha. À, con này là con khác nha anh em, con này mới về sau nè. Con này biển số 67E1 39452 nha anh em ha. Xe này nó chạy 15.000 rồi anh em ha. Xe là lan can sờ ban mấy màu nè, mẫu cổ bỏ cũ, mẫu mẫu á nè. Đó, vậy lúc mình báo thì anh em coi được ủng hộ mình, nếu sạch sẽ xe đẹp đẽ hết nha anh em ha. Giá chỉ có 24 triệu con xe anh em ơi. Anh em mua đi những con này được trước chừng triệu, 2 triệu là nhận xe về nha anh em ha. Xe đẹp long lanh. Đó, AB là có 24 triệu à. Còn tầm AB là bò. Tiếp tục AB màu cam. Cam đen. Mấy màu cam này anh em, tại cái xe nó lướt lướt đẹp đẹp anh em ha. Anh em mua con nào thì đây. Alo hay số Zalo của em mình nha anh em. 0929383 quên 2291129 nha anh em. 0987227978 nha các anh em nha. Kính mong anh em và bà con cô bác ủng hộ em nha anh em. Rồi. Tiếp tục. Cam đen. Cam đen. À có đã đúng rồi, có con Jupiter, Jupiter đẹp lắm, 3.000 coi đâu. Đợi đợi em tí em anh quay cho. Coi cái đắt xe bên mình thì coi 2013, cái này 2013 nha nè. 2013, giá 18 triệu. Tại vì cái mẫu này từ 2013 tới 2015 là bỏ mẫu à. Dạ. Xe này mình đẹp nha anh em, xe mình tay thắng, hai ba thắng ghim hết nha. Không té không ngã. Không tí ngã, ví dụ như nhiều chỗ anh em, nó cong hết tay thắng à. Tiền là của đó nha anh em nha, nói chung là tiền là của đó nha anh em nha. Từ lúc anh em có coi ghé tầm nào ghé cũng có, cỡ nào cũng có nha anh em nha. Ok. Rồi, AB đầu bò 2012. AB đầu bò mà 2012 nha anh em. AB đầu bò 2012, xe đẹp lan can sờ ban luôn cho anh em luôn, 67L1. Có biển số 79 thần tài luôn nha anh em. 04979 nha các anh em. Giá 11 triệu. Bao nhiêu? 11 triệu anh em. Đấy, AB đầu bò 11 triệu dạ. L1 là chợ mới nha anh em nha. Cứ lời chợ mới cho anh em nha. 04779 nha. Số Sài Gòn anh em ơi. Số Sài Gòn 50N1. 34123. Xe này của số Sài Gòn, bao công chứng bảo quyền cho anh em luôn. Bao công chứng bảo quyền cho anh em luôn nha anh em ha. Đẹp long lanh sao bạn luôn, 24 triệu nha anh em ha. 24 triệu. 24 triệu. 24 triệu bao công chứng bảo quyền, xe Sài Gòn nha anh em. Xe chính chủ nha. À, bao công chứng là bao qua phòng chứng, công chứng đàng hoàng cho anh em đó nha anh em. Ok, tiếp tục nè. AB này, có mấy con AB này đẹp nha, tất cả là rút hồ sơ sang tên được hết nha mọi người. Dạ. Lưu ý nha. Ở đây là nói là chắc chắn nha. 8.000 cây nha các anh em ha. 8.000 cây. Hết bình nè. 8.000 cây. Mấy ghim nha anh em ha. Giá bán con này có 30 triệu nha anh em, để con số cho các anh em. 30 triệu. Dạ, 30 triệu để con số. Ok. Rồi, AB đầu bò. AB đầu bò anh em. AB đầu bò tại anh em thấy con kia nó 11 triệu. Mốt mình về có con mấy triệu cho anh em nữa. Nhưng mà tại con này anh em biết không?
có 8.000 cây thôi tại anh em thấy không? Ví dụ như cái con kia có mười gì nãy rỉ 10 triệu mới đúng không? Còn 1 triệu anh. 11 triệu mà con này tại sao mà? Con này có 8.000 cây đâu. Dạ nó dữ lắm anh nè. Anh em nào mà thích chơi á, biết chơi á. 22 nha anh em nha. 22. Con chùm kêu luôn. Xe đắp miền á. Cái chùm luôn nha, inox full xe luôn, cổ bô đen xì, hai con ngốc. Cổ bô inox á. Sáng trưng luôn nha anh em nha. Cái đĩa nó y như cái lữ lam luôn, bóng ngáo luôn. Đẹp long lanh cho anh em luôn ha. Giá một ít nha anh em ha. Một ít. Đó, anh em cứ kết bạn Zalo mình sẽ gửi hình cho anh em coi. Những con xe mình có quay ra là giữ hình hết. Rồi. Tiếp tục con này AB 150. AB cũng cháy hàng nhiều lắm anh em nha. Bởi vì anh em có coi kinh xe máy giá rẻ bên chợ Bình Dương luôn. Nhiều AB mình AB. Bữa giờ từ bữa mình năm tay tới giờ mình bán AB cũng nhiều. Con này 12.000 nha các anh em. 2020 nha anh em. Là đời 2020 nha anh em. Mua bán mình có sao đắt sao mình nói như vậy. Nha, nguồn gốc xe là xe là ở Long An. À, Đức Huệ nha, Đức Huệ nha anh em ha. Đó, rút gì cửa hàng hết rồi. Đó, giá Đức Huệ, rút gì cửa hàng nha anh em. Mình bán giá con này 37 triệu bao sơ, full inox hết nha. Xe không té ngã, không đâm đụng nha anh em. Giá 37 triệu bao sơ anh em ha. Anh em ra tên cộng 2 triệu đó nha anh em nha. Trừ Sài Gòn, trừ Phú Đô Hà Nội thôi. Còn chỗ khác là ok hết cho anh em nha. Xe đẹp lan can, anh em yên tâm. Còn mấy dòng mà AB anh em, AB AB phiên bản đặc biệt này, bản Black Edition đó. Dạ, AB đây qua Edition nha anh em ha. Đó, ba bản giới hạn luôn nè. 4 quần, còn có con này 20 luôn nè. Giá con này có 30 triệu nha nè. 30 triệu. Không té ngã xe 4.000 cây nha. Đời khách thì xe nó giá sẽ rẻ nha anh em nha. Đời khách thì nó sẽ rẻ nha anh em nha. Đó, xe lên kia sao đây. Hồ sơ cầm tay cho luôn anh em nha. Xe này cũng hồ sơ rồi á. Con bên này. Còn hai con này thì nó chung là hơi cao hơn chút cho nên hàng 3X hơn chút anh em ha. 3X. Dạ đúng rồi, máy hàng 3X nha anh em. Xuống danh nút luôn. Dạ nút anh em. Có mấy anh kia hỏi Jupiter đúng không? Ra quay Jupiter cho anh em á. Jupiter hạ xuống hàng Jupiter này gần như cũng có hàng mọi người. Từ vỏ nè. Hàng bỏ mẫu mà. Kiếm đâu ra con xe này thứ hai luôn anh em, nó thiệt luôn anh em ha. Nằm ở biển số ở dưới e luôn thành phố Châu Đốc luôn anh em nha. 49792. 3.288 cây. Đừng có giật lẹ thằng. Xe này là 2019 nha các anh em. Màu xanh ruby này xe chùm keo nguyên con, xe lan can sờ quen hết anh em. Anh em biết cần số không? Nó còn gờ nè. Anh em mua xe cũ rồi có cần số nó còn nhô rồi. Y như cái trong cái lưỡi cái dao ngủ nhau vậy. Có đó. Màu đỏ không ạ? Chị Lê Trần Lê Trang này hỏi màu đỏ là màu gì ta? Dạ. Màu đỏ là xe gì AB chị? AB chứ AB hỏi chị hỏi AB. AB màu đỏ có hả? 125 em nhiều, 1 AB 125 em có cái gì. Cửa hàng xe máy Trường Dương có cho anh luôn. Hỏi vui từ 3.000 coi nè. Dạ 3.000 cây. 3.000 cây mày có cái Nixon là chữ Nixon lên cho anh. Không, Jupiter màu đỏ không có đâu chị ơi. Màu đỏ có màu có xanh. Con này đẹp lắm, con này 3.000 coi thôi. Anh tự đừng đi quay vòng vòng trong. Từ từ. Cái bát tân sơn cái cậu bên đây là chưa có cái gì luôn nha anh em ha. Bên đây là anh em ha. Con cái con ZX đó là nó ốp áo ZX thôi anh ơi. Ốp áo ZX qua Trung Quốc mà anh. Có mấy triệu à? 5 triệu à, con Trung Quốc anh được. Đó. Vui tôi 3.000 coi, không kiếm ra con thứ hai đâu anh em. Cái càng thắng nè, anh em thấy không? Còn nhô lưỡi trong nha, đúng 3.000 nha, tua tặng xe anh em nha. Giá hồ sơ thế nào ạ? Con này giá này nếu mà 20 triệu, để con số 22 triệu bao hồ sơ. Con này bọc keo mà, bọc keo, bọc keo nguyên xe luôn. Bọc keo nguyên con, 20 triệu anh đi đã đà quay đầu lỗ 3-4 triệu, anh em mấy dòng ở đây phân khúc khắp lỗ 3-4 triệu à. Nói chung là con này mới quá, quá mới luôn, không nói gì vậy. Con Sigurd mới bây giờ rồi, hãng có 28 triệu cho các anh em rồi. Jupiter nè, phục dầu nè anh em, nó mâm này nè, còn cái màu này nữa, anh em khó kiếm nó thiệt luôn á. Bỏ mẫu rồi. Đó. Mà nó khó kiếm đó anh em, mà đặc biệt là xe là không tới nhà, ta thắng ghi anh em thấy không? Ruột chưa giờ rút nha. Này nọ là ok hết cho anh em luôn. Đó, muốn sang tiền thì sang tiền. Có SH cao không? Dạ có anh. Dạ 150. Bình Ngô hiện tại 150 là có nha. Xe dạ. Đi 900 coi nè. Nhưng mà nó nằm tiệm bên kia. Dạ. Có mấy cửa mới tiệm á anh em. Con này biển số Sài Gòn này mấy anh em. Ẹt biển số Sài Gòn 16 anh em. 59 C2 nha anh em. 21954. Con này bán bao công chứng, bao ủy quyền cho anh em nha, xe ngay chủ đàng hoàng luôn nha anh em nha. Đó. Bán con này giá 15 triệu nha anh em nha. 15 triệu. 15 triệu con xe dành cho anh em đi chạy gáp này nọ, đi làm công nhân để chạy bừa đi làm được. Đẹp đẹp. Không thấy ngã anh em yên tâm nha. Chỉ có nồi nước thôi. Nồi rồi mấy gì? Vision nè. Vision anh em. Vision mình bán 24 triệu 500 nha.
bao công chứng, bao quý quyền cho anh em. À, tôi có GTR 17.000 coi đổi Jupiter bù không? Dạ có. Còn cái nhắn tin nghe trao đổi thì mong anh đến cửa hàng giúp em. Đúng rồi, mang xe tới nha. Có trao đổi. Anh em có gì người nói tiếng giúp em thì con người nào đó được tên thì anh em cứ mang xe lại mình trao đổi, không bao giờ mình ép giá anh em. Thì tại anh em mình quán xe trên YouTube thì với lại dù TikTok hay gì hay YouTube. À, bán thì máy hơi đắt không à. À và anh nói ơi, anh Quân Trần, nói chung là xe thì có đủ loại xe đó, anh muốn anh tiền ít thì anh chơi dòng xe rẻ, xe rẻ ở đây có hết. Còn anh muốn xe đẹp. Đây là em chỉ quay cái dòng tầm trung cho anh em thôi. Dạ, còn cái dòng mà lướt lướt nữa anh em nhìn giá nó còn tới hơn nữa, nhưng dạ, mà nó như xe mới. Dạ. Đó. Chứ không phải là tùy theo xe thôi. Tùy theo xe anh em ơi. Vấn đề là anh em mua xe là giấy tờ đầy đủ này, sang tên được mới là quan trọng á. Người ta được bảo hành cho anh em 2 năm. Ví dụ xe đời cao là vẫn bảo hành 2 năm. Dạ. Không phải chỗ nào nó không bảo hành cho em mình, anh em mình dạ, miệng đâu. Tiền nào của đó nha anh em. Nói chung mình tiền nào của đó với anh em mua con xe. Thì mình để dành tiền hốc hụi hay mình vay mình mượn đi làm con xe đi làm. Mà về nó hư rồi nó té nó, rồi nó bị này bị kia, rất là buồn. Nó rất là buồn ăn hạn nghe. Chứ anh em giờ không có tiền mua con xe rẻ, mai mốt anh em có tiền mua anh em làm ăn hấp phá, anh em mua xe lớn tiền với mình sao? Mình bán anh em một chiếc, mua anh em mua mình 10 chiếc. Anh em mua 10 chiếc đó mốt anh em còn giới thiệu người nhiều người cho mình nữa mà anh em. Tại thực tế anh em không phải là cá nó càng nước sống, mình rất cần khách mình mới có sống mà anh em ha. Đó thì tiệm xưa giờ mình bán ở đây được đó là xe rồi. Là đúng, là đúng tâm đúng chắc đàng hoàng. Mình hôm nay mình có tủ mẹ mình 39 tuổi nha anh em nha. Bình Dân Bình Dương xưa giờ. Cái nào con ấy 1122 anh em yên tâm vấn đề đó nha. Con này giá nhiêu? Dạ con 20.05 anh. 20.05, còn cái con mẫu mới 24.05. Mất tiếng Anh Dương hả? Dạ có. Sao mất được? Cả bình thường. Có con này nó cầm mic đó, mic đó nó có liên quan không? Cầm cái mic kia kìa. Dạ. Không mất được ta, ở trong này hình như nó có cái sóng gì đó mà nó cứ hay bị. Dạ. Gọi cho anh em nha. Anh em nghe rõ chưa? Dạ. Con này Mio. Con Mio anh em 125 xe đời mới nha anh em, 2023. Xe mà chạy có 3.000 cây nha anh em. Giấy phố luôn nè. Xe này nguồn gốc giấy phố luôn cho anh em ha. Ở thành phố Trà Vinh đó mấy nè. Mình bán có 22 triệu anh em ha. 22 triệu con này cho anh em ha. Hồ sơ cầm tay. Okay. Tiếp theo mấy dòng Mio nè, Ultimo, Ultimo của dòng Yamaha cho anh em ha. Xe cho các anh chị em đi làm, đi chợ rồi anh em. Lùng lùng mà đi mấy xe này ok. Cái tầm chiều cao nó giới hạn chút á, đi mấy xe này ok anh em ha. Đó, ở bên Long An. Rồi, chỗ Long An. Còn 9.8 nha mấy anh em. Tiếp tục NVX 155. NVX 155 anh em. Xe có vô cái cặp buộc anh em. Này dữ lắm nha. Có gì? Xe ghê bờ xịt bê cho anh em ha. Xe không té hả, đâm không đâm đụng gì hết. Giá em bán 19 triệu xe này anh em nha. Đó, là biết là có 19 triệu anh em. Đó là giá ok cho anh em 19 triệu con xe. Con này là bữa bán rồi nè anh em. Dạ. Nhưng mà vợ anh nó không lục đi quá được. Lùn dạ, quá không đi được. Cuối cùng anh lên anh đổi con này, anh lấy mua tới hai con nữa. Dạ, con Sigurd 22688 tại số 81 anh mua con đó với lại con này của. Dạ ok, cảm ơn Trần dạ, Lê Trang. Nói chung là tiền nào của nói đâu, anh dạ, em mua thôi, đảm bảo với mọi người là tại dạ, xe bảo hành mà không phải chỗ nào cũng vậy đâu mọi người. Dạ. Còn anh em thích chơi cái phân khúc nào cũng có cả. Ở đây em đang quay phân khúc thấp, có nghĩa là dạ, phân khúc rỉ tiền, xe đi nhiều ngàn coi. Còn anh em muốn tấu muốn xem mà những cái lô mà gọi là đi 1-2 ngàn coi hoặc là mấy trăm coi á, xe dạ, toàn là đời 2023-2024 á. Dạ. Anh em mình cứ tấu là mình biết à. Thì nào uy tín chất lượng vài triệu thì anh nhầm gì hả? Dạ, dạ đúng rồi, anh nói sao, nói chung là anh rảnh thì anh cứ ghi tao cửa hàng. Nếu mà dạ, anh đã theo dõi anh Dương lâu rồi thì anh dạ, em biết là xe của anh có nghĩa là gần như là chơi xe lướt hầu giờ luôn, bao không tiếng ngã. Dạ, gần như vô đối luôn nha. Xe con sao nó vậy, chiếc gèn bán 15 triệu nó cái nồi gớt, mình báo nồi gớt cho anh em ha. Nó cái nào con nay có nói rõ ràng cho anh em hết. Đặc biệt bên đây bán quan trọng là xe chắc, hiếm, à, không có phải là lúc nào cũng có. Từ cái bình, cái nồi, cái vỏ, à, cái bố kháng họ bảo hành cho anh em thôi. Còn ra từ AZ bảo hành hết cho anh em nha. À, cái dòng Janus Yamaha anh em. 24 nha. Anh em nhìn này toàn 2024 này. Dạ. Kiếm đâu? 22-21 rồi đều có hết anh em, đầy đủ cho anh em nha. Mấy con này thì tầm giá 2x nha. Tại vì lúc anh em ra hãng anh em coi cái giá xe mới với xe cũ. Mấy con này có 1000 cây mấy em. 1000 cây số à. Có 1000 cây số thôi mấy con giải nút thôi anh em nha. Mà hết bán cái con này phải ba mấy triệu ra tên cho anh em. Chắc chắn là cái mẫu này nếu mà dạ, mua ngoài kia phải ba mấy triệu rồi. Tại vì dạ, khối số mắc cây mà. Con này bản này, limited đó mà. Con này 1253 cây cho anh em nha, hàng 2x nha anh em ha. Anh em tới nhìn con xe không khác gì một con xe mới luôn á. Cái gâu nó còn nữa anh em, anh hạ vô cái vỏ biết đó, chứ còn cái vỏ còn gâu luôn anh em nha.
xe sao để vậy nha anh em ha. Cái râu, cái vỏ, cái đĩa nó còn y như cái nền nhà gạch men luôn, nó bóng ngáo luôn nè. Ok. Anh em mua xe coi đĩa, coi vỏ xe, coi bút, coi cái cổ bô. Hay với lại coi cái bát thắng ở sau, nó trắng ở đằng sau là cái xe nó mới ra. Với coi cái lốc nha anh em nha. Mấy quyền điểm anh em vừa ngó cái xe như mình thôi giờ. Mình nhớ mình mua con xe cũ, mình chỉ ngó tay thắng, ngó tay cầm, chứ ngó hai cái đầu gác giò sau. Có cái bô, mình biết con xe nó có tán ngã không. Chứ mình coi hai cái lông, hai con bù tán bù lon anh em. Tại thắng là mình coi nó thay chưa là mình tại vì về. Nếu mà thay là phải tháo cái này nó tháo, sẽ có dấu hết anh em. Chứ không phải là anh em tự nhiên không kêu. Không khỏi là bù được cái đó nha anh em. Đó, nó có rồi. Dấu niêm phong của Yamaha, có dấu niêm phong hết rồi anh em. Xuống này thì có basic nha. Dạ. Basic anh em, có con này basic Thái nha anh em, còn basic Việt nha anh em ha. Có hàng nhập ba cục này, chú nào mà đam mê mua dạ. Mấy con này á. Con này mình có hàng xe màu trắng luôn. Ghiên luôn nha anh em nha. Này của chú với Sóc Trăng bán mua chiếc này 55 mình đó nè. Hả? 24 triệu mình bao hồ sơ anh em ha. 24 triệu, 24 bao, triệu bao hồ sơ cho các anh em luôn. Hồ sơ với phố luôn cho anh em ha. Rồi, tiếp tục con bên đây. Triệu, con này cũng 24 luôn à? Dạ đúng rồi, con này 24 luôn anh. 22 triệu con này để biển, con này có biển số để sẵn luôn nha anh em nha. Con này có 37C2 nha anh em. 0289 cho anh em ha, xe chính chủ đàng hoàng anh em ha. Ảnh đất đi kể có đồng rồi. Đó, kỹ rồi. Kỹ lan can sờ ban luôn anh em. Tại hắn ghi nha, chưa té đâu nha anh em ha. Không té nha. Không chơi, không chơi mấy vòng té là mình không có chơi đâu anh em yên tâm. Tầm hấp. Kiến nó còn ghi luôn nha. Đó, kiến nó đầy đủ, bộ lục giác nè, đồ ảnh cũng kỹ luôn, có sẵn luôn cho anh em ha. Đó, có 22 triệu con NBX cho anh em. Đó, để biển này 22. Kiếm bao hồ sơ là 24. Kiếm chạy hơi khó nha anh em, hai con xe này kiếm giúp chạy hơi khó cho các anh em nha. Uy tín anh em. Bao nước sơn zin chưa dặm chưa tốt cho luôn. Bao nước sơn zin cho 100% cho anh em nha. Đó. Rồi, đi chúng chắc xe đó đàng hoàng hết anh em. Ở Lia. Lia 4 quanh hàng 02. Lia đắt 2023, đăng ký 2024 nha anh em. Hẳn xe hết rồi. Mới thôi rồi luôn. Đầy đủ hết, đã bọn ha anh em. Kiếm đầy đủ hết. Lan can sờ bang, lan can sờ bang lên cho anh em ha. Đó, đúng chắc xe. Đó mà anh em kết bạn Zalo mình đi, gửi con xe dưới cái cổ bô dưới nó còn đèn nó còn con xanh. Này nó mới lắm cái đĩa anh em thấy không đĩa, đĩa. Lan o không bồ không phép nha anh em, xe sao nó vậy nha, không bao giờ bán xe bồ cho anh em, mình yên tâm nha, thẳng xe anh em nhớ rằng nếu mà cùng con xe mà họ bán rẻ anh em biết rồi dạ. Không phải là tự nhiên nó rẻ đâu, thứ nhất là xe đó có vấn đề họ dạ. Bùa nhiều lúc bùa lại nên giá nó mềm hơn đâu, họ mua đầu vào nó rẻ anh em ngã không, anh em bóp cái thẳng ta thẳng vô đây này, vô tay cầm nó thẳng ok đều hết không té ngã nha anh em ha. Rồi thứ nhất là nhục ba ô này, ba ô 125 nha anh em ha, 4.000 cây anh em, đăng ký 2022 đắt 2021 nha, tắt đèn là dây nha anh em ha, màu vàng cát này anh em kiếm hơi khó nha nè, màu vàng cát nha. Mai mình về mấy con quay vô 125 cho anh em nữa, quay ô rất là nhiều, giờ quay ô rất chịu, anh em cũng con quy sành, cái nồi anh em nó hơi lỗi, anh em mua quay vô, hàng Indonesia chạy rất là ok, đó, mà đúng hàng nhập nữa, quá là ok luôn, chứ qua quy sành giờ anh em mua xe mới có 4 mấy triệu rồi, mua con quay vô của mình này 3 mấy triệu anh em ha, 3 mấy 3 ít là có anh em okay. Ha. Rồi tiếp tục qua ô bên này màu xanh á, màu xanh, xe đẹp long lanh không té không ngã, có bô đen xì cho anh em, đó mình cho là có bô đen xì đen xì. Lè lét luôn đó, đẹp long lanh ok đẹp. Tiếp giá hàng 3X nha anh em ha, 3X. Tiếp tục màu hồng màu sơn con radio anh em ơi, radio 28 triệu nha anh em nha, 28 con bên này vào 150 nữa à, radio 150 2021 xe đẹp lên kia sờ ban vỏ trước vỏ sau ghim hết cho anh em ha, đằng sau để vậy máy xin trăm thằng không té ngã nha, dây chùm keo nguyên con cho anh em luôn nha, 150 nha anh em, đúng giấy là màu xanh xanh lượng xanh cho anh em luôn nha, xanh đen nha anh em ha, anh em yên tâm đó, bạn số 67 nè, 67G1 67G1 nha anh em, 66 lộc phát phát mãi 062 cho anh em nha, một câu rồi con này bị số Đà Lạt anh em, bữa nay nó có bán cho anh kia con hẹp màu 55 màu đen nhám á nè, bán này con này cho mình anh em, con này biển số ở Đà Lạt bán con này 24 triệu, hỏi là lâu nè cái cho không hứng Win X vô một có 24 triệu Win X nha anh em ha, không té ngã nha anh em ha, 24 triệu nha anh em, ABS nha anh em ha, bạn ABS cho phải bên C nha, đó xe nó đi nhiều, tại nó đi nhiều giá nó hơi rẻ nha anh em, đi nhiều nó phải rẻ, nó đi tới mấy chục ngàn đó, một mất về báo giá chính xác
đồng hồ lóng lóng mười mấy 20 gì á, 20 triệu. Có cái đồ này để sẵn là anh mua đi phượt anh em ha. Tiếp tục V3. V3 mới về mới lên được. V3 con này lại đi bánh cái này bánh niềng. Bánh tâm đẹp đấy. Cái này phong cách cầm mà gom luôn nha anh em ha. Xịn nha anh em, có cái đầu đẻo nha. Lúc dành nào mới gửi lên trời bán luôn nữa. Nói chung là xe, nói chung cái nào báo giá được báo giá, còn anh em nào muốn mua nhắn tin qua Zalo nha. Dạ. Nói chung nhiều lúc cái đầu ra đầu vào đó. Thu là cũng có lái mấy anh em, chứ lượng mình mua con xe đó dù 22 chỗ anh em mình đăng lên bán 24, thì anh em sẽ coi cái bình luận kì. Tại mua bán anh em phải không? Mình phải để cửa hàng bán là tiền thế, tiền má này nọ nữa anh em, cái này kia nữa. Đủ thứ. 8.000 cây. Xe chơi đồ chơi nha nè. Còn mà gom luôn nha, anh thì cũng chịu chơi lắm nha nè. Anh chị vô đòn anh đi kỹ lắm nha nè. 2023 luôn nha nè. 2023 luôn nha. Đó, kỹ rất là kỹ xe. Anh đi bằng nhông xin dĩa nhôm luôn anh em nha. Nhông đồ xịn luôn á. Cầm nè, vô cô nè. Đó, đi được mà gom, tiền đồ, vỏ đồ cho vỏ xịn. Anh em lăn lâu xuyên chịu chơi thiệt. Anh em lăn lâu xuyên rất là chịu chơi, chịu dọn xe nha nè ha. Đông xiên mà dùng đất ăn chơi chắc là chịu chơi đó. Thôi xe chia không? Xe chia anh em ơi, xe chia nhập 32 triệu bao sơ anh em ha. 32 triệu bao sơ. Dạ đúng rồi, 32 triệu bao sơ cho anh em ha. Rồi Sirius nè. Sirius 9 triệu rưỡi anh em. Đồ kiển nha anh em. Đồ kiển nha nè. Đường hồ, đồ chá đèn, đồ bô, đồ lâm hết. Sao đồ gấp nữa nè. 9 triệu rưỡi nha. Rồi Vina X. Vina X 3 con này anh em, V2, dòng V2 anh em ơi. Giá chỉ 20 triệu đồng giá nha anh em. 20 triệu đồng giá. 61E1 nha anh em. ABS 67K1921 45. Xe chính chủ đàng hoàng, có vô cản là đủ. 20 triệu con xe. Con này cũng vậy, 20 triệu lên em ha. Con ABS V3 màu đen nhám cho các anh em luôn nha. Anh này cũng chị, anh chạy gáp đó nè. Nó đi nhiều con này. 65A. Con này bán giá 285 nha anh em nha. 285 bao rồi em? V1 anh em. V1 hồ sơ cầm tay. Xe nó chạy 5.000. Thuộc ở Sóc Trăng Trần Đời anh em. Xe ngay chủ đàng hoàng. Xe này hồi xưa anh em. Xe nó gốc là 0-8 nha anh em. Gốc xưa là 0-8 nha. Là gốc thì định danh nha anh em. Chủ đại gia đi rất kỹ nha anh em. Mình bán có 22 triệu con này thôi anh em. 2 triệu. Rồi tiếp tục bên này. Con này anh em, biển số 78, xe chính chủ đàng hoàng, 78D1, 28845. Đó, đầy đủ hết, xe đang càng sờ mang, máy zin nha. Tính mình là máy zin, máy zin là báo máy zin nha anh em nha. Đó, còn anh có dọn rồi. Có 18 triệu con xe nha anh em nha, V1 có 18 triệu, cản nè. Vô cản có nhiêu tiền nè, nhông xin dĩa xịn nè, vỏ nè, mâm nè, đó. Cùm nè, anh thấy chơi cùm không? Đó, rồi với lại phục nữa, anh chơi phục 2 tầng nữa anh em. Đó, vô chơi phục luôn anh em không? Trong okay. 8 triệu con xe nha anh em ha. Rồi. Đó. Trong ngày bữa anh có con đang nhám rồi, có cái anh kia ủng hộ rồi nè. Ủng hộ con xe mình nè. Hẹt anh em, hẹt dọn, hẹt độ nha anh em ha. Hẹt này hẹt độ nha, này được chơi nha. Lên đồng này nọ, xe đi đúng 2.000 nha nè. Xe đúng 2.000. 2.000 cây. Tôi mâm ghi đơ. Mấy đồ chơi, đồ cùm, tôi thắng đồ này nọ, bao tay, đồ các kiểu cho anh em ha. Đầy đủ nha, cái bô không 6 triệu nè. Anh cho cái bô này 6 triệu bạc anh em. Đọc cái bô cho anh em vô. Vô con Sigma Mugia vậy nha anh em nha. Bô xịn nha. Có giấy đồ đàng hoàng hết cho anh em nha. Bán con này 32 triệu bao sơi anh em. 32 Một kinh tiếp này. Một kinh anh em. 67N1 anh em. N1 chất hồ sơn đó nè. Hồ sơn An Giang ha. Tại An Giang nhiều. Bán con này 30 triệu anh em ha. Rồi tiếp tục một kinh bên này. Cái bên này là xe đẹp. Xe lên gai sườn vàng, xe có 10.000 cây số bên này. Máy hết hồn luôn. Nó đời nhẹ cái lên, máy đang nổ nè ha. Trời ơi, nó không nghe tiếng máy luôn nè. Đi xe điện vậy á. Nghe mất kinh mà dòng này hồi xưa nó nhập vô, anh em biết nhiêu không? 70 triệu con xe nha anh em ha. 70 triệu con xe, đẹp long lanh. Có bô xe làng lát anh em ha. Zin hết nha, cái này anh em thấy không? Đường chỉ thấy không? Trắng ngọn luôn nha. Chỉ zin nha. Chưa bao giờ bắn nha. Điện nha, xe lan can đúng 10.000. À, hẹn chắc cọp cho anh em luôn nha. Hẹn Indonesia 2018. Hẹn 2X nha nè. Rồi con bên đây. Con bên đây hồ sơ cầm tay.
Ủa thì bản số đang bỏ gút 22 triệu để bản số mà nếu 24 triệu bao sơ nè nha. Còn nó bô ghiên hết nha nè, cổ bô ghiên hết nha. Có ngày hồ sơ cầm tay nè. Có cái hai cô bô thôi. Xe đẹp lan can, mắc kinh luôn. 22 triệu bao sơ nha em nha. Bao hồ sơ nha em, hồ sơ cầm tay luôn nha em nha. Đẹp 150. À. 150 20 triệu anh. Cái 20 triệu nha em, 2018 giấy 1 gram luôn cho anh em luôn. Su nít tên em, su nít bên đây là kính khương cái loại su nít cho bao nhiêu cho su nít cho anh em luôn. Giá 32 triệu nha anh em. 32. Rồi, rồi xuống chưa? Tiếp tục vào con quay nè. Dạ. Quay nè. Quay nè, anh Tương anh này cũng chịu chơi lắm nha, vô vỏ đồ, vô cơm đi nhỏ, vỏ nhỏ rồi anh em ha. Gì cũng chơi mấy cái đồ xịn không à. Cũng là Long Xuyên luôn nha. Được gắt giò không, cặp này anh mua mấy xị á. Anh em ha. Kẽn đồ, anh có đưa cho mình cái kẽn đó nha anh em ha. Kẽn ra luôn nè, kẽn mấy xị luôn nha anh em ha. Kẽn mấy xị luôn nha anh em ha. Quay mà con ha. Dán kiểu quay thái. Đó. Đẹp long lanh hết cho anh em. Giá bán con này 15.2 nha anh em ha. 15.2. Tại cháu chơi đồ chơi nha anh em, xem nó có vô chơi nha. Cobo, anh vô cái Cobo Titan luôn nha anh em. Chơi đồ chơi. Ốc tán này nọ. Không được giò đâu, ăn xe. Cúc trước cúc sau hết cho anh em ha. Cúc cúc vừa cúc sau là anh chơi cúc ra cúc xẹp luôn nha anh em nha. Rồi, tiếp tục. Đúng, cúc, cúc quay này. Quay. 11 triệu anh em. Quay 219 nha anh em ha. Giấy Bình Dương Thuận An mà khu phố Hòa Long ngay xét tiệm mình luôn. Chủ này xét bên tiệm mình luôn anh em. Đó. Bán 11 triệu con quay nha anh em ha. Rồi. 11 triệu. Em 150. Cho nên 10 30 triệu bao sơ nè. 6.000 cây xe chùm keo nguyên con nha anh em đó. Cổ bô anh em thấy không? Mình bán xe là cổ bô xanh lè nha. Không sơn nha, cổ bô chưa mở nha. Ở xanh lè xanh lét 6.000 cây nha anh em ha. Long lanh nha. Để nhục trên thẳng xe. Tiền nào rồi, có nha tục. Anh em ha. Thì lúc nó quay lên anh em đó, nó con ẹp kia mới bán hai mấy 130. Đó, tháng chưa giờ thay. Đúng màu zin nha, đúng nước sơn zin. Thẳng xe cho anh em nha. Ẹp trong đây mình nhiều lắm. Cũng mấy chục xe mà rồi đèn led này nè anh em ha. Xe đúng ô đồ bao hệ thoại cho anh em luôn. Mấy con nào mình bao được mình bao nha. Còn mấy xe đời cũ thì mình không có bao, mấy thằng nào mình dám bao khẳng định mình bao cho anh em luôn. Con này nè. 8.800 nè anh em. Quy định 83-88-2023 nè anh em. Giá bán 26 triệu bao sơ cho anh em ha. 26 triệu bao sơ anh em, khẳng định chưa bao giờ tuôn hồng. Nha anh em nha. Bao hệ thoại cho anh em. Quy sành anh em ơi, quy sành mẫu mẫu cũ 59i2 ba con trứng bảo ủy quyền, giá chỉ có một ít cho anh em nha, 13 triệu nha anh em, ba con trứng bảo ủy quyền nha. Rồi xe 50 nữa. 50 anh em. Hàng này bán một ít, ví dụ anh em có coi xe mới á, tham khảo mua cho con mình, có coi mua xe bên mình rồi á, nếu có con kinh thì ủng hộ mình anh em, mua xe đi lên đi con đi học nha. Hàng mấy hàng này lúc báo giá lên anh em không hiểu cái dòng xe mới đó giá nhiêu cho mình báo lên anh em chữ mà anh em ha. Cái một ít giá từ 13, 14, 15 triệu cho mô tô. Mô tô. Ô tô anh em ơi, một con này 1.000 cây, đẹp long lanh xà bàn, đẹp lắm nha anh em nha, không một vết ngã, không đâm đụng gì hết, không tai nạn gì hết nha anh em nha, không vết chạy bao nè, bao anh em nha, không một lỗi. Giá anh bán con này giá là 38 triệu bao giờ. Rồi, còn bao nhiêu? CBG mẫu cũ nha anh em, ABS nha anh em nha, loại này mẫu nhỏ ABS, xe hẳn xe không té không ngã hết, đủ ghi rất là kỹ nha anh em, hồ sơ thành phố Sedec nha anh em nha. Quay nó cho quay đồng tháp á là mình 38 triệu bao sơ luôn cho anh em ha. Tiếp tục CBR. CBR bản CBR 2023 nha anh em nha. CBR 2023 đó bản số 78 con mình bán hàng 4x bao sơ anh em nha. Em muốn 4x bao nhiêu các bạn Zalo mình gửi mình báo nhỏ giá cho anh em. Còn tiếp theo cái mẫu CBR G15 G15 con đây là mình bán cái hàng là 42 triệu bao sơ. Con này mới đi có hàng mấy cây nha, mẫu này mẫu đẹp, không còn dứt chạy, không té, không ngã các anh em nha. Đó. Còn tiếp theo, dòng ở đây, G15. Giá có 34 triệu bao sơ anh em. 34 triệu bao dạ, sơ. Đúng rồi. Đó. 34 triệu bao sơ. Đó là toàn bộ cái lô xe mà mới về. Dạ. Cũng nhiều quá. Thì mình quay cho anh em. Anh em nào mua thì liên hệ. Qua dạ. Số điện thoại là 0929291129 mình ghi dạ. Bên trên đó mọi người. Còn em nào muốn tour xem lại á, tour lại clip mình coi á, dạ. Nhắn tin qua đó á. Thì mình ủng hộ ok dạ. Chào mọi người kính mong anh em ủng hộ nha, rất cảm ơn anh em nãy giờ đã theo dõi đón cái xe kênh chợ Bình Dương 24 giờ dạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn các chú nha dạ.